chi? Sao nó thả lại bị mất lưới? Ui, nó nhảy xuống sông nó tắm nên nó mắc phải lưới đấy. Ừ. Nó làm sao đâu mà đấy. Chị là... ơi, có con cá lại trên cây này. Này. À, con cá trên cây, cá nó lên cây, nó đẻ trứng mà, nó đẻ con mà. Này, hai con bé kia. Dạ, bẩm ông ạ. Bẩm ông ạ. Ta nghe dân làng nói là hai người đào hôm nọ đào được hũ vàng đúng không? Mau nộp cho ta nhanh lên. Có hũ vàng ở đâu? Chúng tôi đâu có đào được hũ vàng ở đâu đúng không em? Chúng ta phải đào cho đất nó xốp lên nhá. Em đào góc đấy, chị ra góc này nhá. Em bị bắt hết sâu đấy. Chị đúng nè. Ôi, Su ơi, đất chỗ này cứng lắm em ạ. Trời ơi. Su lại đây. Trời ơi, đất cứng mà em nhìn này. Cái gì đây? Sao đây? Trời ơi, cái gì thế này? Sao làm giống hũ vàng vậy? Sao toàn vàng thế này? Trời ơi, chị em mình giàu rồi, đúng không? Đúng. Có đúng là vàng không Su? Nhưng mà con bé này á, chuyên hay đi buôn dưa lê khắp cả làng. Nó mà biết á, mà đi khoe với cả làng là mình đào được hũ vàng á, thì coi như là sẽ mất hết tiền với lão lý trưởng. Mình sẽ phải nghĩ ra cách. Được rồi, em ngồi đây trông vàng nhá. Chị chạy về nhà lấy cái túi để che vào để mọi người không biết, nhớ chưa? Ngồi im đây, nhớ chưa? Ngồi im đây nhá. Chả vào chứ đang đào đi. Đây rồi, đây rồi, chị ra đi. Có ai biết không? Có ai nhìn thấy không? Bốc vào đây đi em. Nhanh lên đi về. Không bị đào nữa. Trời ơi, nhanh lên. Đừng đào nữa. Bao nhiêu này cơ mà. Chúng mình phải nhanh lên về thôi. Em có cấm hút đi ra khỏi làng mà nói với mọi người biết chưa? Em là hay á, đi buôn chuyện lắm đi. Nổi tiếng ở cái làng này á, là suốt ngày đi buôn dưa lê bán dưa chuột. Thôi, chúng mình về, về đi. Nhanh. Về đi. Không được kể với ai đâu nhé. Em đã cấm không nói chuyện này với ai biết chưa? Không là mình sẽ mất hết đấy. Chị, sao nó thả lại bị mất lưới? Ôi, nó nhảy xuống sông nó tắm nên nó mắc phải lưới đấy. Ừ, nó làm sao đâu mà đấy. Chị ơi, có con cá lại trên cây này. Này. À, con cá trên cây, cá nó lên cây, nó đẻ trứng mà, nó đẻ con mà. Cá nó lên cây, nó đẻ là chuyện bình thường mà em. Đúng không? Ô chị, sao em? Sao bánh đa là dưới đất thế này? Bánh đa này, à cái làng bên kia người ta lập mái nhà bằng bánh đa ấy mà em. Kỳ lạ lắm nhỉ. Có cái gì kỳ lạ đâu, chuyện rất là bình thường mà. Người ta chỉ lợp nhà ngoài đà, bánh đa thôi. Nhưng là chúng ta về đi, muộn quá rồi. Này, hai con bé kia. Dạ, bẩm ông ạ. Ta nghe dân làng nói là hai người đào hôm nọ đào được hũ vàng đúng không? Mau nộp cho ta nhanh lên. Có hũ vàng ở đâu? Chúng tôi đâu có đào được hũ vàng ở đâu đúng không em? Ơ, sao? Đợt trước ạ. Chị chả đào được hũ vàng rồi thầy. Đào hôm nào? Đợt trước đấy. Chị Lê bảo là con thỏ lại bị mắc lưới, con cá thì để trên cây, mái nhà thì lộp bằng bánh đa. Đấy. Con bé kia thật là hấp hơi. Toàn những chuyện hoang đường, thế để hộ chuyện hũ vàng không có rồi. Thôi anh em về thôi. Mình mà không làm như thế hôm nay bao nhiêu vàng nhà mình mất hết rồi. Con bé này chuyên đi buôn dưa lê bán dưa chuột mà. Thôi, vặt rau đi rồi vào nhà nấu canh. Nấu cái gì? Nhảy buồn dưa lê bán dưa chuột thôi. Xin chào tất cả các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.